Hello tất cả mọi người nhá, hôm nay tớ lại chơi tám trò. Tớ sẽ ra đi trò 3D trước này. Rồi chúng ta xem vào đây. Rồi chúng ta sẽ mở cửa ra. Tớ sẽ mở cửa với mình. Rồi chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta sẽ ấn chuông này. There goes that stupid bell again. Chúng ta sẽ đặt lên này. Rồi chúng ta vào đây dưới. Dính bãi rồi. Chúng ta sẽ đi sang bên đây. Chúng ta trèo bá tiếp. Bá sẽ đuổi chúng ta. Chúng ta sẽ đâu. Bá đuổi chúng ta sẽ đâu. Chúng ta sẽ nhanh. Chúng ta không bá bắt. Chúng ta sẽ đi sang bên đây. Chúng ta sang bên đây, chúng ta sẽ lấy cái lọ bằng màu xanh này. Bá vào kia rồi. Chúng ta đi sang xuống đây. Chúng ta đi vào bếp này. Và chúng ta sẽ lấy cái mùi đây. Ta lấy thêm cái dao. Sẽ đi vào. Bà đang bị trên kia rồi. Chúng ta sẽ thả cái đá ná vào đây. Đá này ná độc nha. Rồi chúng ta sẽ ngoái này. Chúng ta sẽ chọn ná xuống. Đổ cái này vào. Rồi chúng ta sẽ đi ra này. Đá xuống là ta sẽ thua nha. Chúng ta ra đây xem nào. Chúng ta sẽ đi lên trên nào. Chạy trèo lên nóc nhà. Chúng ta đã thắng rồi. I have cooked your favorite soup. Kiss my hand after dinner. Come in, Francis, my love. Thầy ông kia ăn, ông sẽ bị độc. Stupid Francis, how dare you! Ta đã chiến thắng rồi. Chúng ta sẽ sang trò chơi thứ hai. The men in white create a type of headlight that can prevent creatures from going crazy. And for some reason, that type of light also promotes our eggs to develop faster. I'll stay here and watch over the eggs. You can find the lamps in wood cabins. We need them before that stupid baby comes. Chúng ta sẽ để ba quả trứng ở đây. Chúng ta sẽ trèo con nó này. Đu dây sang bên đây. Chúng ta sẽ đi xuống.
chúng ta xem lấy con điện nắp ở đây này. Chúng ta xuống hàng Kangoju. Đây là không phải vườn. Ô vườn của Kangoju này. Rồi. Con này nó nhốt Kangoju ở nhà. Con nó chạy ở trên này rất nhanh. Đây là cái táo. Thằng này là chúng ta nên lắp vào cái điện kìa cho nó sáng nha. Rồi chúng ta phải lắp đủ bốn bóng mới sáng được. Rồi còn cần có dùng rồi, chúng ta phải tránh xa nó ra, nó nhảy vào chúng ta là chúng ta sẽ thua đó. Ô xít nữa là nó nhảy vào. Chúng ta sẽ mở, chúng ta sẽ đi lên đây, nó sẽ lắp vào đây. Rồi chúng ta sẽ lên trên đây xem nào. Rồi chúng ta lại lên. Rồi chúng ta xong rồi này. Chúng ta đã bị nó đạp vào rồi. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Bàn bàn 4 này. Rồi.
Ta sẽ cho ấy đọc ra. Đây, nó sẽ mở ra cái này. Oh, what? What's happening? You stay in there and don't move. I'll figure out a way to get the door open. Chúng ta sẽ đi xuống dưới này. These toad stars never disappoint, partner. You think he recognized you? He now knows we're not in the kingdom. Let's grab the part and get out of here. À, nó sẽ đi theo đàn, nó sẽ đi vào đây. Wait, I know my enemies. We're being stalked. These vents are interconnected. They make perfect traps. I'm sure there's a way we can tell which ones are rigged. We just need to figure it out. À, chúng ta sẽ con khá kêu. À, chúng ta sẽ đi qua. À, gà kêu là chúng ta sẽ phải đi sang bên đây. Gà kêu là chúng ta lại phải quay sang bên đây này. Không có gì. Hai con nó sẽ đi. Rồi chúng ta sang bên này. Kéo nó qua nè. Sang bên này. Rồi. Rồi kia là chúng ta không được đi quá nha. Nó sẽ được con kia nó bắt á. Nó sẽ vào đây. Tí nữa là chúng ta sẽ bị nó bắt rồi. À, không có gì. À, không có gì. À, chúng ta sẽ đi vào đây. Chúng ta sẽ mở cái cửa này ra. Đây, chúng ta sẽ ấn vào đây. Chúng ta sẽ ấn lại cái này. That's the part we need from this section. Let's head back and see if it'll fit. Chúng ta sẽ đi ra. Rồi chúng ta sẽ đi lên này.
thì nó đã chạy lên đây. Chúng ta sẽ đi về. Và chúng ta phải đi về nữa. À, cũng không phải chỗ này. Làm giả cho nó đi sau rồi. Đây, chúng ta sẽ quay về này. Let's head for the elevator to see if the part fits. Oh, giờ nó chạy nhanh quá đi. Chúng ta phải đợi con này nữa. Cho nó chú. Nó sẽ đi ra ngoài kia. Rồi, thế này ra sẽ đây. Chúng ta sẽ lên gặp con tướng. Và rồi chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. À, chúng ta sẽ chơi Poppy Bar này. Chơi một con ghế đây, chúng ta sẽ đi vào đây. Rồi, chỗ này tối quá. Đây khu nhà ăn, chúng ta sẽ đi theo ông này. Đây là tối này, chúng ta sẽ xuống kia gặp con này để xem nhà anh đây. Poppy High.
đang ăn đồ đây. Đó, nó ở đây rồi, nó chạy đâu rồi. Rồi, chúng ta chạy vào đây. Rồi, nó sẽ quấn vào. Ta sẽ đi sang trò chơi tiếp theo. Thank you.
hai con nữa rồi. Chúng ta sẽ bắn tiếp này. Rồi chúng ta sẽ lên đấy, cái cuối cùng đây. Rồi. Rồi chúng ta sẽ bắn nốt con này. Sẽ sang chơi chơi cuối cùng. Đây. Mình phải tránh chúng ta xem lấy cái chìa khóa đây. Để xem mà cái khóa này ra, chúng ta xem lấy cái súng đây. Đây, cái con vật này. Chúng ta sẽ bắn vào này. Chúng ta sẽ sang bên này. Ồ, đây nhưng chúng ta bắn vào trong này. Sẽ đẩy vào này. Chúng ta đẩy ba cái này vào thì mới thông được nhé. Hai cái này, còn một cái nữa này. Chúng ta đợi nó đến đây, chúng ta sẽ đợi.
Rồi chúng ta sẽ đẩy nó vào. Oh, không đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ đẩy nó vào, nó sẽ mở internet. Chúng ta sẽ đi sang bên đây. Rồi, cái xấu đây. Chúng ta sẽ đi sang bên kia. Chúng ta sẽ nọ xuống dưới. À, chúng ta sẽ nọt xuống dưới đây. Chúng tôi kết thúc video tại đây rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh của anh em chúng tôi nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo này.